mọi người nha. Hôm nay mình đang làm cái đăng ký đăng kiểm cái chiếc Mitsubishi Xpander. Và mình đợi nguyên buổi sáng do có một cái sự cố là bác tài được bác bảo vệ chỉ nhận xe, cho nên mình chờ luôn nguyên buổi sáng. Và những cái xe du lịch này là hầu như là đi xe chuyên chở nha mọi người. Rồi rồi, để đem ve vô cho. Ve vô khúc đây nè. Đang lát dễ ra, hồi xe nó vô đông cái ra không được. Bây giờ mình sẽ review chiếc Xpander GLB cho mọi người xem ha. Xe này là 7 chỗ của hãng Mitsubishi. Đây là lần thứ hai mình chạy xe này rồi. Nhưng mà lần trước mình không có review cho tất cả mọi người xem, thì bây giờ mình review ha. Nội thất nè. Đây là kính chiếu hậu, nhìn nó rất là đẹp luôn ha. Rồi kính chiếu hậu thì xài kính chỉnh điện nè. Mình muốn chỉnh trái phải thì mình nhấp vào đây ha. Muốn chỉnh kính bên trái thì nhấp vào đây. Rồi mình bấm vào đây nè. Đó, thì kính nó ra nè. Rồi hết mức rồi. Bây giờ mình muốn chỉnh lại. Chỉnh vô thì mình bấm đồng thời nè. Rồi để mình bấm cái kính này, kính bên trái này cho vô một chút nữa đi. Dễ nhìn. Bấm về kính trái nè. Vô. Lên. Chút. Vậy là ok. Rồi, trở về. Rồi, còn vô lăng thì rất là đẹp ha. Nhẹ cực kỳ luôn. Đây là phiên bản của số tự động nha. Số tự động thì nó sẽ có bên đây là chân thắng và chân ga. Nói chung là những người mà nữ tài xế mà chạy số sàn á, mà qua số tự động thì rất lập chụp. Và kể cả tài xế nam cũng vậy. Mình có thằng em mà học có bạn nay cũng 2 năm rồi nhưng mà chưa dám chạy xe. Đối với nghề xe thì lúc nào cũng phải đam mê và yêu nghề mới được. Ở đây ha, ở bố trí ở đây mấy cái này là chỉnh hướng gió quay nè. Rồi cái này chỉnh quạt nè, mạnh nhẹ đó, tương đương với một khắc này tương đương với một số ha. Rồi cái này nếu mình xài lâu lắm rồi mình mới biết nha. Cũng có nhiều người á, người ta họ thật sự là cũng không gành lắm đâu. Cái này mình ví dụ mình đang xài nè, cái khất này nè, chỉnh về nếu đẩy hết về bên đây á là nó rất là đạnh. Còn mình muốn mà với cái mức độ quạt là 1 2 3 số 3 này đi mà muốn nó ấm hơn thì mình sẽ quay về bên đây nè. Nó tương đương với lại là bên mình là nhiệt độ nóng á thì mình sẽ đẩy bên đây. Còn ở bên nước ngoài á, nó có mùa đông á thì khi mà muốn ấm xe làm ấm xe nó tan tuyết rồi thì người ta sẽ đẩy qua bên đây để cho nhiệt độ trong xe lúc nào nó cũng nóng hết để nó giữ ấm. Rồi đây là máy lạnh ha. Còn đây là chiều, chỉnh chiều gió thôi. Trước đầu sẽ đi đằng trước đằng sau vậy đó. Còn đây là mình xài cái công tắc nè. Thay vì đối với xe tải á thì sẽ là gắn chìa khóa vô. Còn đối với xe du lịch công nghệ tiên tiến tự động thì sẽ xài remote đó. Remote lúc nào cũng phải để trên xe thì mình mới đề máy được. Rồi đây là cái hộc xe nè. Còn đây là có cái màn hình để chỉnh nè. Còn bên đây là bên trong túp lô này nhìn có đơn giản luôn. Đồng hồ chỉ cái vòng tua máy. Còn đây là đồng hồ tốc độ nè. Còn đây là báo dầu. Chỉnh gương là chỉnh bằng nút chỉnh điện. Cái xe du lịch thì bây giờ công nghệ hết rồi, cũng không có xài giấy nữa đâu. Cũng không có xài quay tay đó. Có du lịch là không bao giờ có chuyện quay tay nha. Còn đây là cái số nè. Muốn bấm số thì bấm đây ha. Đó. Nhấp vô đây tương đương, kéo lên kéo xuống nè. Mình khi mà mình đổi số mình nên đạp cái chân chân thắng lại ha. Đạp chân thắng lại bắt đầu mình bấm cái công tắc này để kéo nè.
Đó. Rồi, ok, tương đương là vậy đó. Ở phía sau đây thì nó sẽ trước là có một cái tài, ghế phụ, rồi nguyên một dãy ghế này là ba người. Ở đằng sau nó có một thêm một cái dãy ghế nữa. Đó. Nhưng mà có thể úp xuống được hoặc mở ra. Ví dụ khi mà những thành viên trong xe hơi mệt á, thì cái dãy ghế cuối cùng đó mình sẽ úp xuống, để đó mình có thể để mền gối gì đó cho mấy đứa trẻ nó ngủ cũng được. Đây là chỗ, cái chỗ này là chỗ mồi thuốc, cũng là chỗ sạc điện thoại luôn. Đây là cắm USB nè, cổng cắm USB đó. Rồi mình đẩy lại đây, gọn gàng. Ở phía trước này có một cái kính nè để nhìn trong xe ha, và kính thì rất là trong. Còn bên trên nè, à, bên trên này bọc cái tấm nỉ. À, có nhiều người, nhiều chủ xe đó, người ta thích về bọc lại, thì cái này có thể là ta bọc full cái nội thất bên trong. Có nhiều người bọc rất là đẹp luôn. Hình như theo mình biết là nó có nhiều loại lắm, 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, mười mấy triệu tùy theo. Còn cái nguyên bản xuất xưởng là vậy đó. Rồi, đối với dòng xe này thì chạy xăng, 7 chỗ nhưng mà chạy xăng. Xe mới thì giờ đang bọc những cái tấm bọc bóng này nè, để giữ xe cho sạch trước khi giao. Tiếng máy của xe thì rất là êm. Qua những cái ổ gà thì nó cũng em ru à. Đầm xe. Cái dòng Mitsubishi bây giờ là khách hàng cũng đang chuộng rất là nhiều, đi ra đường mà chịu khó để ý chút xíu hả, thì thấy cái dòng này nó nhiều người mua dữ lắm, chạy ngoài đường thấy liên tục á. Tại vì giá cả nó phải chăng, rồi mẫu mã thì đẹp, sang trọng, máy im, với chất lượng của nó thì nghe nhiều người đã sử dụng rồi thì người ta phản hồi là dòng xe này chạy rất là bền. Sau một ngày vất vả, cuối cùng công việc cũng đã hoàn thành và mọi thủ tục đã xong, mình tiến hành giao xe cho khách. Mặc dù lúc nào cũng bận rộn, hấp tấp vội vàng để mau hoàn thành công việc để cho kịp giờ khách hàng nhận xe. Và lúc nào đối với mình và đối với khách hàng, những chiếc xe mà mình đã làm xong thì tạo cho mình một cái niềm vui, và khách hàng cũng rất vui, bởi vì có một cái người nhân viên rất là vui tính, nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, khách hàng cũng rất là vui. Và đó là những cái niềm vui trong công việc của mình. Và tranh thủ lúc giao xe mình cũng chụp vài tấm ảnh để lưu niệm lại cho khách lúc mà nhận một cái chiếc xe mới. Và công việc hôm nay qua hoàn thành rồi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu cảm thấy hay, hãy like, share và đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo hay hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.